Cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi và sau đây là các phần tin liên quan đến Hoa Kỳ. Thưa quý vị, liên quan đến tin bầu cử tại Hoa Kỳ thì lần bầu cử sơ bộ vào ngày thứ ba 26 tháng 4, ông Donald Trump, Hillary Clinton thắng lớn. Chia ứng viên Donald Trump và Hillary Clinton đang tiến gần hơn đến sự đề cử của Đảng mà họ đại diện trong cuộc đua vào tòa Bạch Ốc. Ông Trump thì thắng tại các tiểu bang Connecticut, Delaware, Maryland Pennsylvania và Rhode Island. Việc bỏ xa khoảng cách với các ứng viên còn lại của Đảng Cộng hòa giúp ông có thể giành đề cử tại hội nghị toàn quốc tháng 7 năm 2016. Bà Clinton thì thắng tại các tiểu bang Connecticut, Delaware, Maryland và Pennsylvania. Ông Trump thì mô tả chiến thắng tối ngày 26 tháng 4 có lẽ là thắng lợi lớn nhất. "Tôi rất rất vinh dự." Ông nói với giọng trầm tĩnh hơn các bài phát biểu mừng chiến thắng trước đây. Ông cũng kêu gọi hai ứng cử viên Cruz và Kasich bỏ cuộc. Bà Hillary Clinton phát biểu vui vẻ trước những người ủng hộ Philadelphia và nói rằng bà hy vọng sẽ trở lại tiểu bang này, nhưng hội nghị toàn quốc của đảng Dân Chủ diễn ra vào tháng 7 năm 2016. Ứng viên Bernie Sanders thắng ở Rose Island, nhưng có dự báo cho thấy là ông khó nhận được đề cử này. Kính thưa quý vị, tỷ lệ kinh doanh của công ty Apple bị giảm lần đầu tiên kể từ năm 2003. Hãng Apple hôm 26 tháng 4 báo là đã giảm 13% doanh thu trong quý 2 trong lúc doanh số bán iPhone giảm mạnh. Hãng công nghệ khổng lồ nói doanh số kỳ này đã đạt 50,56 tỷ đô la, giảm so với mức 58 tỷ đô la hồi năm ngoái, là lần sụt giảm đầu tiên của công ty kể từ năm 2003 tới nay. Apple đã bán ra 51,2 triệu chiếc iPhone giảm so với mức 61,2 triệu cùng kỳ năm trước. Trung cộng là nơi giảm mạnh nhất với doanh số đi xuống là 26%. Đồng đô la mạnh lên cũng làm ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của hãng. Cổ phiếu của Apple rớt xuống gần 20% trong vòng 12 tháng qua. Lợi nhuận của Apple giảm từ 13,5 tỷ đô la xuống còn 10 tỷ đô la hồi tháng 1 năm 2016. Hãng đã cảnh báo là đang gặp tình trạng đơn đặt hàng mua iPhone tăng chậm chưa từng thấy và nói điều đó sẽ ảnh hưởng tới doanh thu của quý 2. Doanh số bán điện thoại thông minh đi xuống gây ảnh hưởng tới toàn bộ ngành công nghiệp này và các hãng đang phải vật lộn tìm hướng đi mới trong lĩnh vực sáng tạo. Đổi mới công nghệ, điểm sáng cho Apple là bộ phận dịch vụ của hãng, gồm các mảnh app xuống từ App Store, dịch vụ thanh toán Apple Pay và dịch vụ âm nhạc Apple Music. Bộ phận này đã tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên mức tăng trưởng này ở mảng này đang có nguy cơ đe dọa bởi một luật mới phía Trung Cộng mới thông qua hồi tháng 3. Theo đó đòi hỏi tất cả những nội dung hướng tới người dùng của Trung Quốc đều phải được lưu trên các máy chủ đặt tại Trung Quốc lục địa. Luật mới khiến cho dịch vụ sách điện tử iBooks và dịch vụ xem phim iTunes của Apple đã bị đóng cửa tại nước này. Apple nói là họ hy vọng là việc tiếp cận các dịch vụ đã đóng sẽ sớm được phục hồi trở lại. Hoa Kỳ không coi Trung Quốc là kẻ địch. Thưa quý vị, Hoa Kỳ không chống lại Trung Quốc, đó là lời của tổng thống Obama trả lời hãng tin CBS của Hoa Kỳ tại Đức trong ngày cuối cùng của chuyến công du châu Âu của ông. Trả lời câu hỏi rằng liệu người đứng đầu tòa Bạch Ốc có lo ngại những hành động quá lớn, quá trớn của Trung Quốc ở biển Đông và sẽ đáp trả một cách mạnh bạo hơn không. Ông Obama trả lời là ông không bao giờ coi Trung Quốc là một nước đối kháng với Hoa Kỳ, mà là một đối tác và quan hệ đối tác đó không chỉ có lợi cho hai nước mà cho cả toàn thế giới. Tuy nhiên, tổng thống Obama nói rằng hiện Trung Quốc đang có thái độ tự cho là đàn anh trong khu vực và đẩy các nước Philippines hay Việt Nam ra rìa. Tổng thống Obama tiếp lời Hoa Kỳ muốn Trung Cộng chịu trách nhiệm ở những nơi mà họ xem thường luật pháp và các chuẩn mực quốc tế, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, trong khi đó thì là Hoa Kỳ đã tiếp tục bỏ kế hoạch tuần tra ở tại Biển Đông. Nguồn tin chính phủ nói với tờ Wall Street Journal rằng Hoa Kỳ đã hủy một cuộc hành quân tự do hàng hải gọi tắt là Phonop đã lên kế hoạch từ Biển Đông. Vùng biển này chứng kiến tranh chấp lãnh thổ ngày càng căng thẳng hơn nữa những năm gần đây giữa Việt Nam, Trung Quốc, Philippines và một số nước khác. Tin được tờ Wall Street Journal đăng tối ngày 26 tháng 4 cho hay để giảm nhiệt ở Biển Đông trong khi vẫn thể hiện quyết tâm đối với việc là Trung Quốc có thể tăng cường hoạt động gần bãi Scarborough. Hoa Kỳ lựa chọn không thực hiện hành quân tự do hàng hải, mà thay vào đó là tiến hành các cuộc tuần tiểu trên không gần bãi đá Scarborough. Tin tức của tờ Wall Street Journal cho biết là việc hủy tuần tra Washington đã chuyển sang thực hiện 3 cuộc tuần tiểu trên không gần bãi đá Scarborough trong những ngày gần đây. Việc hủy tuần tra đã lên kế hoạch làm xói mòn những cam kết của các quan chức cấp cao Hoa Kỳ kể cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Carter rằng các cuộc tuần tra sẽ diễn ra thường xuyên ở tại Biển Đông. Động thái này cũng báo hiệu vẫn đang có những căng thẳng giữa ngũ giác đài và tòa bạch ốc về việc Hoa Kỳ chấp nhận một cái giá như thế nào đối với Biển Đông so với tổng thể quan hệ với lại phía Trung Cộng. Bãi Scarborough là nơi vào tầm kiểm soát của Trung Cộng trên thực tế từ năm 2012 sau khi các tàu Trung Cộng vào Philippines đối đầu nhau căng thẳng quanh nơi này. Cùng trong phần tin Hoa Kỳ, ông Kissinger phát biểu việc Hoàng Sa rơi vào tay Trung Cộng năm 1974. Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ tuyên bố không có thỏa thuận nào với Trung Quốc về Hoàng Sa hơn 40 năm trước giữa cáo buộc Hoa Kỳ làm ngơ để Bắc Kinh chiếm quần đảo này từ tay Việt Nam Cộng Hòa. Ông Henry Kissinger nhấn mạnh như vậy vào hôm 26 tháng 4 tại Hội nghị Thượng đỉnh về Chiến tranh Việt Nam ở Thư viện Tổng thống. London Dan Johnson ở Austin, Texas. Sau khi bị một người tham dự cáo buộc là người đã đồng ý về mặt chiến thuật để Trung Quốc chiếm Hoàng Sa, người từng làm cố vấn an ninh cho Tổng thống Hoa Kỳ nói Hoa Kỳ từ trước tới nay không đưa ra quan điểm ủng hộ chủ quyền của bất kỳ nước nào đối với quần đảo Hoàng Sa. Năm 1974, giữa lúc xảy ra vụ Watergate và cuộc chiến ở Trung Đông, tôi có thể dám chắc với quý vị rằng Hoàng Sa không tâm trí của chúng tôi. Ông nói tiếp, nhưng không hề có thỏa thuận nào trao cho Trung Quốc quyền chiếm quần đảo Hoàng Sa và và Trung Cộng cũng chưa đưa ra tuyên bố nào như vậy. Không có cuộc đàm phán cụ thể nào.